Kính thưa quý vị, đầu tháng 4 vừa qua, tin tức liên quan đến sự kiện Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cắt bỏ 6 tổng cục và 2 bộ tư lệnh của Bộ Công an đã tạo ra một sự quan tâm đến với dư luận trong và ngoài nước. Tuy Bộ Công an đã lên tiếng giải thích đây là một cái đề án nhằm sắp xếp lại tổ chức của Bộ cho tinh gọn và hoạt động hiệu quả nhằm tăng cường cho các hoạt động của cấp công an tỉnh, thành, địa phương, nhưng cái lối giải thích này không có mấy thuyết phục. Hơn thế nữa thì đã gần 2 tháng từ khi quyết định cắt bỏ 6 tổng cục thì Bộ Công an và Bộ Chính trị chưa đưa ra được cái mô hình nào thay thế. Trong khi đó thì ông Nguyễn Phú Trọng lại dùng lực lượng công an để phục vụ cho chiến dịch đốt lò nhằm củng cố quyền lực cho phe nhóm của mình, đồng thời cũng truy bắt và kết án nặng nề những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Trong góc nhìn Việt Tân kỳ này, Thanh Lan xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần phân tích nhận định của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân. Ông cũng là một nhà bình luận thời sự Việt Nam và thế giới, với chủ đề ngày hôm nay: Vì sao cải tổ Bộ Công an? Xin chào ông Lý Thái Hùng. Thân Lan rất hân hạnh được trao đổi với ông một vấn đề, một sự kiện mà đang được sự quan tâm của dư luận, là tại sao không chỉ là Bộ Công an mà không là những bộ khác được đưa lên bàn mổ của ông Nguyễn Phú Trọng kỳ này, thưa ông? Vâng, xin chào chị Thanh Lan và xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Góc nhìn Việt Tân. Đúng như chị Thanh Lan vừa đề cập, thì đây là một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng là nó có rất là nhiều cái ẩn số mà chưa có lời giải. Là bởi vì sao Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã quyết định coi như là cắt bỏ toàn bộ 6 cái tổng cục trong Bộ Công an mà lại chưa đưa ra một cái mô hình nào để thay thế vào trong cái lúc này. Cho nên đây là cái đề tài mà dư luận rất là quan tâm đó, thưa chị. Dạ thưa ông, đúng như vậy. Đề tài này quá nhiều ẩn số. Bởi vậy Thanh Lan muốn mời ông Lý Thái Hùng có thể phân tích lý do nào đưa đến sự kiện này, thưa ông? Thưa chị, thì trong những cái chế độ độc tài cộng sản đó, thì phải nói rằng là cái bộ máy an ninh và cảnh sát nó giữ một vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà bảo vệ cái quyền lực độc tôn của đảng cầm quyền. Nó quan trọng bởi vì nó giữ hai cái nhiệm vụ then chốt sau đây. Cái nhiệm vụ đầu tiên của nó là kiềm chế và trấn áp ngay tức khắc những cái mầm mống đối kháng của người dân nếu mà họ phát hiện. Và cái nhiệm vụ thứ hai đó là cái công cụ cho cái phe cầm quyền để mà trấn áp những cái phe đối lập khi mà đã xảy ra những cái sự tranh chấp ở trong nội bộ. Trong cái Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam được chính thức thành lập từ năm 1952, có lẽ là tính đến nay thì đã khoảng chừng 65 năm. Thì trong 65 năm này đó, thì có thể nói là cái Bộ Công an đã có nhiều lần thay đổi về một số cục chuyên môn, kể cả việc thay đổi tên từ là Bộ Công an sang là Bộ Nội vụ, rồi trở lại Bộ Công an như ngày hôm nay. Nhưng mà có thể nói là chưa lần nào có một sự cải tổ mà rộng lớn như ngày hôm nay. Đó là cái việc mà cắt bỏ 6 cái tổng cục đã được hình thành trong 10 năm vừa qua. Thì trong cái sự mà cắt bỏ 6 cái tổng cục này, có thể nói rằng là nó tạo ra một số những cái quan tâm ở trong dư luận. Cái quan tâm là bởi vì trong 6 cái tổng cục của Bộ Công an ngày hôm nay, nó gồm có Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Tình báo và Tổng cục Thi hành án của hỗ trợ pháp lý. Nhưng mà có hai cái tổng cục chiếm một vị trí rất là quan trọng, đó là Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát. Chúng ta chỉ nhìn xem là một số những cái cơ quan chuyên môn phụ thuộc cái Tổng cục An ninh hiện nay là đã chiếm đến 26 cái bộ phận. Hay là trong cái Tổng cục Cảnh sát nó gần coi như là 30 cái cục chuyên môn. Nếu mà cộng tất cả những cục chuyên môn của hai cái Tổng cục An ninh Cảnh sát đó, thì nó chiếm gần quá bán của tất cả những tổng cục coi như là chuyên môn ở trong cái Bộ Công an. Và cái ngân sách mà sử dụng cho hai cái Tổng cục An ninh và Cảnh sát này đó, nó chiếm 2/3 cái ngân sách của Bộ Công an, và gần bằng một nửa cái ngân sách mà Cộng sản Việt Nam dùng cho quân đội hay là cho quốc phòng. Thì cái điều này cho thấy rằng là gì? Trong Bộ Công an ngày hôm nay tuy nó có 6 cái tổng cục, nhưng có hai cái tổng cục rất là quan trọng, đó là An ninh và Cảnh sát, như là hai cái cánh tay phải, cánh trái của cái bộ máy coi như là bảo vệ cái quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Cho nên chính vì lý do đó mà khi Bộ Công an phải coi như là sắp xếp lại
để mà coi như gọn ghẽ, hữu hiệu hóa cái bộ máy đó, thì họ chủ trương là giữ hai cái tổng cục an ninh và cảnh sát, trong khi đó coi như là xóa bỏ bốn cái tổng cục còn lại. Nhưng mà khi đưa cho Bộ Chính trị đó, thì Bộ Chính trị quyết định là coi như là xóa bỏ hết toàn bộ sáu cái tổng cục này. Thì khi chúng ta nhìn qua cái việc và quyết định của Bộ Chính trị như vậy đó, thì rõ ràng đây nó không phải là tinh gọn cái bộ máy để cho hữu hiệu hơn, mà tôi nghĩ rằng là nó có một cái ý nghĩa sâu xa hơn. Đó là Bộ Chính trị nhằm coi như là phá vỡ tất cả những cái cơ chế ở trong Bộ Công an để làm gì? Để coi như triệt hạ tất cả những cái tình trạng sứ quân ở trong cái Bộ Công an ngày hôm nay. Nói một cách khác là mỗi tổng cục là một cái cơ chế riêng của một số những cái phe nhóm, không phải chỉ ở trong cái Bộ Công an mà nó còn gắn liền với một số ủy viên Bộ Chính trị hay là ủy viên Trung ương Đảng đã từng làm việc ở trong Bộ Công an. Nó tạo thành những cái vốn quyền lực mà họ thao túng, thông đồng hoặc là tấn công lẫn nhau trong những cái nhiệm vụ để gọi là bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng thực tế là bảo vệ cái an ninh cho chính cái phe nhóm của họ. Ví dụ như chúng ta có thể nhìn thấy là tại sao Bộ Chính trị cũng như là cái Đảng ủy Công an lại giao cho cái Công an của tỉnh Phú Thọ để tiến hành cái vụ điều tra cái đường dây đánh bạc online và tiến đến cái việc mà coi như là bắt giữ hai cái cán bộ cao cấp ở trong cái Bộ Công an, đó là Thiếu tướng Nguyễn Văn Hóa và Trung tướng Phạm Văn Vĩnh, mà hai người này trước đây là trực thuộc cái tổng cục coi như là cảnh sát. Thì tại sao cái việc mà truy quét tội phạm trong đường dây online này lại không giao cho Bộ Công an hay là không giao cho bộ phận nào ở trong cái Trung ương mà lại giao cho một cái cơ phận ở địa phương, đó là tỉnh Phú Thọ? Thì rõ ràng cho thấy rằng là gì? Là Bộ Chính trị cũng như ông Nguyễn Phú Trọng đã không còn tin vào ở trong cái Bộ Công an, hay nói rõ hơn là họ nhìn thấy là cái tình trạng sứ quân ở trong Bộ Công an đã trở thành vấn đề nghiêm trọng. Và tôi nghĩ đó là cái nguyên nhân mà tại sao Bộ Chính trị quyết định là xóa bỏ toàn bộ sáu cái tổng cục để mà làm lại từ đầu đó, thưa chị Thanh Lan. Qua phân tích của ông thì cái việc mà cắt bỏ sáu tổng cục cùng một lúc và một nửa trong số 126 cục của Bộ Công an hiện nay, thì đây không phải là một cái chủ trương không nhằm để sắp xếp tinh gọn, mà trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn ở trong cũng như ở ngoài đảng, thì theo ông thì liệu có những nguyên nhân sâu xa nào nữa không thưa ông? Thưa chị, thì sau khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng bị loại ra khỏi cái cuộc đua tranh ghế tổng bí thư với ông Nguyễn Phú Trọng trong cái đại hội lần thứ 12 diễn ra vào tháng Giêng năm 2016 đó, thì khi mà ông Nguyễn Phú Trọng trụ được cái ghế tổng bí thư thì ông có làm một cái công việc mà tôi nghĩ rằng là nó không xảy ra trong cái thời gian trước đây, đó là ông trở thành một ủy viên trong cái ban thường vụ của đảng ủy đảng bộ của Công an. Thì cái sự kiện này đã theo tôi nó có mang hai cái ý nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên đó là ông Nguyễn Phú Trọng càng ngày nhìn thấy rằng là để thành công trong cái chiến dịch gọi là đốt lò chống tham nhũng của ông đó, thì ông phải nắm được cái Bộ Công an để ông củng cố cái quyền lực của phe giống mình, thì cái chiến dịch mà gọi là đốt lò chống tham nhũng nó mới thành công. Và trong cái việc mà Bộ Công an á, nó không chỉ là điều tra hay là truy tố tội phạm, mà Bộ Công an nó còn là cái nơi mà có thể nói rằng là họ thu thập và nắm giữ nhiều cái thông tin cá nhân của từng người, từng những cán bộ cao cấp. Và chính những thông tin bí mật trong nội bộ như vậy đó, họ có thể có sử dụng để mà trấn áp lẫn nhau khi cái nhu cầu tranh chấp nội bộ đã bùng nổ. Và cái ý nghĩa thứ hai đó, mặc dầu ông Nguyễn Tấn Dũng không còn là thủ tướng, nhưng cái ảnh hưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng trong Bộ Công an nó vẫn còn nhiều, là bởi vì sáu tổng cục cũng như là những người đứng đầu trong cái bộ máy về an ninh, về cảnh sát, nó là những cái người mà được ông Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm trong cái thời gian từ năm 2006 đến 2016 mà ông Dũng làm tổng bí thư, ông Dũng làm thủ tướng. Thì nếu mà không loại được cái ảnh hưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng ở trong cái Bộ Công an đó, thì cái chiến dịch đốt lò cũng gặp rất là khó khăn. Hơn thế nữa là trong 10 năm làm thủ tướng từ năm 2006 đến 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng được Bộ Chính trị của nhiệm kỳ 10 cũng như nhiệm kỳ 11 đã trao cho bốn cái trách nhiệm rất là quan trọng. Đó là phụ trách về cái mảng công an, mảng đối ngoại, mảng kinh tế và mảng phòng chống tham nhũng. Thì bốn cái mảng công tác này đã giúp cho ông Nguyễn Tấn Dũng đã củng cố được cái quyền lực rất lớn, và nhiều khi nó vượt qua cả cái uy quyền của Tổng Bí thư. Cho nên có thời
người ta nói rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng đã xây dựng một cái đế chế riêng cho ông trong thời gian làm thủ tướng. Mà cái đế chế đó, đó nó không phải chỉ là ở trong các cái tập đoàn kinh tế mà nó còn nằm ở trong cái bộ máy công an mà chính ông là cái người coi như là đã xây dựng từ những cái tập, những cái tổng cục mà ông đã bố nhiệm một số những cán bộ. Thì khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã nắm một số quyền lực quan trọng như vậy thì mặc dầu không còn ở trong cái vị trí trọng quyền nhưng cái ảnh hưởng nó vẫn còn, là bởi vì những cái người liên hệ vẫn mà ông đã bổ nhiệm nó vẫn còn nằm ở trong bộ công an. Cho nên chính vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là cái nguyên sông sâu xa mà đưa đến việc mà cắt bỏ 6 cái tổng cục trong bộ công an đó là ông Nguyễn Phú Trọng muốn coi như là dẹp hết tất cả những cái sự ảnh hưởng hay là phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng. Thì có như vậy đó thì cái chiến dịch mở đốt lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng mới thành công. Nhưng mà ngược lại, thưa chị Thanh Lan và thưa quý vị, cái ông Phú Trọng có thể thành công trong việc cắt bỏ, loại bỏ những cái ảnh hưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà chính cái đó nó cũng tạo ra những mầm mống bất mãn ở trong nội bộ của Bộ Công an, do một số những cái người mà do ông Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm nó sẽ bị mất chức hoặc là chuyển đi nơi khác, thì nó tạo thành một cái làn sóng ngầm ở trong nội bộ, và cái đó đã đưa đến một số những sự nguy hiểm ở trong nội bộ trong thời gian tới đây đó, thưa chị. Thưa ông, vào những giai đoạn cuối cùng của các thể chế độc tài thì gồm máy công an được coi như là bị phân hóa nhiều nhất bởi những sự tranh chấp của các phe nhóm, và cái quan trọng nhất là sự tháo chạy của các phe như chúng ta thấy ở Ba Lan và Hai Hung Gia Lợi vào năm 1988 và ngay cả Miến Điện vào năm 2014. Thì liệu Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam coi như là đã phải cải tổ bộ máy an ninh để mà bối phó trước tình hình, trước tình huống hiện nay không, phải không thưa ông? Thưa chị, đúng như vậy, thưa chị. Bộ Công an đó, theo tôi nó giống như một cái đế để mà cho những cái chế độ độc tài ngự trị trên đó để mà duy trì được cái quyền lực độc tôn. Nhưng mà nó cũng là cái nơi mà có thể đã tạo ra những cái mầm phân hóa trong nội bộ để phát tác khi mà các cái phe quyền lực họ đổ lỗi lẫn nhau trước những cái tình trạng khó khăn về vấn đề kinh tế hay đời sống xã hội mà họ không có thể coi như là thay đổi được, mà cũng như không giải quyết được những sự bất mãn người dân. Nó xảy ra từ những vấn đề ví dụ như là ô nhiễm môi trường, thất nghiệp lan tràn, kinh tế khó khăn, vật giá leo thang, đời sống coi như là vất vả của người dân, và nó tạo ra những cái điểm tụ mà bất mãn nó lan tràn ở nhiều nơi. Thì thông thường đó, những cái sự coi như là phản kháng người dân trong lúc đầu đó, nó chỉ tụ ở một số những cái lĩnh vực hoặc là một số những cái nơi, nhưng mà nó sẽ tiệm tiến với thời gian, và do cái sự nung nấu hay là do cái sự liên kết, từ đó nó phát tác rộng lớn ở khắp nhiều nơi và nó tạo thành những cái sức bật ở trong những cái sự phản kháng của quần chúng. Tôi đơn cử như vụ là chống cái thu phí ở các cái BOT mà đã xảy ra cách đây một năm đó, ở miền Trung, Hà Tĩnh hay là ở Nghệ An, người ta không có để ý, là bởi vì đây nó là một sự phản kháng của một số những cái tài xế bất mãn ở những cái trạm thu phí ở ngoài miền Trung. Nhưng mà rồi ở tại miền Nam, một số những trạm đã xảy ra thì tự nhiên nó có một cái sự liên kết rồi bắt đầu nó bùng nổ, và cho đến bây giờ có thể nói rằng là cái làn sóng mà phản đối cái trạm thu phí BOT nó xảy ra từ Nam chí Bắc và đã tạo thành một cái vấn đề gây lúng túng cho chế độ Cộng sản Việt Nam rất là nhiều. Và đặc biệt là ngày hôm nay, chính Bộ Giao thông Vận tải cũng lúng túng đối phó về cái trạm thu phí BOT ở Cai Lậy, đó là một trường hợp điển hình. Thì khi mà chúng ta nhìn vấn đề như vậy đó, thì rõ ràng là cái việc cải tổ của Bộ Công an và Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay tiến hành đó, một phần là nó muốn thu nhỏ cái quyền lực ở Bộ để làm sao lan tải cái sức mạnh hay là cái quyền lực của công an đến cho các tỉnh thành để mà nhằm đối phó những cái sự xung đột hay là sự bất mãn của quần chúng có thể xảy ra ở trong địa phương mà họ nhìn thấy là trong thời gian trước mặt có thể nó sẽ đột phát. Ví dụ như là trường hợp mới đây, Bộ Công an đã chuyển cái sở coi như là phòng cháy chữa cháy từ Bộ Công an xuống cho các tỉnh thành. Thì tôi cho đây nó cũng là cái bước chuẩn bị cần thiết để mà đối phó những khó khăn tại địa phương. Là bởi vì theo thống kê mà tôi được biết là trong năm 2017, riêng tại thành phố Hà Nội, nó có khoảng chừng 150.000 cái vụ cháy xảy ra. Và riêng 3 tháng đầu năm của năm 2018, nó gần 20 mấy ngàn cái vụ cháy xảy ra.
mà trong đó có rất nhiều vụ cháy không biết rõ nguyên nhân, và người ta nghi ngờ rằng là do một số những cái sự chống phá ngầm ở trong người dân mà người ta đốt phá, và trong đó nó có một số những công ty quốc doanh hay là một số những cái cơ sở của nhà nước vân vân. Thì từ những cái hiện tượng như vậy thì rõ ràng cho thấy rằng là cái sự bất mãn quần chúng nó đang lan tỏa, và họ đang muốn củng cố lại cái bộ máy công an để không những đối phó những cái tình trạng sứ quân trong nội bộ mà giải quyết cái tình trạng là nếu những cái địa phương nó lan tỏa sự chống đối như vậy sẽ đối phó như thế nào. Theo kinh nghiệm của một số những chuyển biến tại những xã hội độc tài đó, thì bộ máy công an nó có thể kiểm soát xã hội khi mà người dân còn thụ động, cái sự chống đối nó chưa tạo được thành một số đông, nó lan tỏa nhiều nơi. Nhưng mà khi nó bộc phát thành những số đông và mở ra ở nhiều địa bàn khác nhau đó, thì lúc đó công an cũng không thể đối phó, và thường là cái lực lượng bỏ chạy đầu tiên, và sau đó sẽ dẫn đến những cái trận sụp đổ của chế độ độc tài. Thì nói tóm tắt lại, thưa chị Thanh Lan và thưa quý vị thính giả, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà cải tổ của Bộ Công an ngày hôm nay, mặc dầu họ chưa đưa ra cái mô hình thay thế, nhưng mà tôi nhìn thấy rằng là một mặt là họ giải quyết cái tình trạng tranh chấp phe nhóm giữa ông Nguyễn Phú Trọng với ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng một mặt khác họ cũng nhìn thấy rằng là cái tình trạng bất mãn của dân chúng nó đang lan tỏa do cái tình trạng khó khăn về kinh tế, vấn đề ô nhiễm môi trường, cũng như cái hiện tượng mà tăng thuế để làm sao có đủ tiền để nuôi sống chế độ, nó sẽ là cái nguyên nhân tạo ra cái làn sóng bất mãn của dân chúng. Và để đối phó như vậy thì bắt buộc họ phải coi như là giải tỏa một số những quyền lực từ trung ương để cho các địa phương có cái khả năng coi như là đối phó kịp thời khi mà cái những làn sóng biến động. Thì những cái hiện tượng đó đã đưa đến cái kết quả mà họ phải cải tổ cái Bộ Công an. Nhưng mà với cái tình trạng tranh chấp phe nhóm ngày hôm nay và lấy những cái với những cái đợt sóng ngầm trong nội bộ đó, thì tôi cho rằng là cái việc cải tổ nó quá chậm, và họ cũng sẽ không thể nào giải quyết khi mà cái sự bất mãn người dân nó lan tỏa rộng lớn trong những thời gian trước mặt đấy, thưa chị. Xin cảm ơn các phân tích của ông Lý Thái Hùng đã làm rõ về một chủ đề không chỉ đơn thuần là sắp xếp lại tổ chức của bộ máy bạo lực cho tinh gọn hơn, mà quan trọng là Hà Nội đã thấy sự cái mầm móng hủy hoại đã nằm trong chế độ được gọi là cái bộ phận là còn đảng còn mình. Rõ ràng đây là một cái sự cải tổ của Bộ Công an, là một cái khởi điểm là của một cái tiến trình xung đột và dẫn đến cái sự cáo chung của bộ máy lực lượng, coi như bộ máy bạo lực trong nay mai mà thôi. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thanh Lan và xin kính chào với quý vị khán thính giả của chương trình. Thanh Lan xin cảm ơn và quý vị đã theo dõi phần nhận định của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân, và hẹn gặp quý vị trong chương trình Góc nhìn Việt Tân kỳ tới.